Các anh xem đôi tất này, đôi tất mới không em? Hay đôi tất bên tàu nó đi, nó đúc vào nhỉ? Hello, chào các chị em nha. Các chị em ăn cơm chưa ạ? Đây, Gucci, slip on Gucci. Hello, xin chào các chế đẹp nha. Like bệt nè, bệt này. Các chị em nhớ vào chia sẻ cho vui tay thôi. Cũng không dám xin xỏ gì cả, chỉ nói là chia sẻ cho vui tay. Hello, xin chào Nguyễn Hồng Anh, chào em yêu. Nhớ quá, nhớ các tình yêu lắm. Biết là có rất là nhiều tình yêu hôm nay còn chưa kịp vào xem luôn. Hello, xin chào Hoa Huét. À Hoa Huét, chào chị luôn. Hello, xin chào Quyên Quyên, khổ quá. Hello, xin chào các chị em nha. Đó, bầm 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 bầm. Một đôi gúc xì luôn vào đầu đây ạ. Chào Quyên Ngô xinh gái nha. Quyên Ngô xinh gái quá. Từ ngày quen các chế đẹp nam mới xinh gái ra đấy. Xin chào bà Phượng Buôn. Mi đi đâu mà bây giờ mới thấy vào xem chị thế hả? Quên hết chị em rồi. Chào các baby nha. Phương bé ơi, ngã xe thế nào rồi em? Đúng rồi, Na vừa đi chung về. Hai tuần nữa Na lại đi, nhưng mà có. Chào Nguyễn Linh Huệ. Na đi chung nhưng mà thật ra là Na chỉ đi ngay bên này Đông Hưng thôi. Na chỉ đi Đông Hưng với cả đi Vân Nam thôi. Còn tầm tuần nữa thì Na bắt đầu đi Quảng Châu. Đi Quảng Châu thật ra là nó hơi lằng nhằng cái vấn đề visa hộ chiếu ấy. Rất là mệt, mai sang thăm nha. Có like sang đan luôn. Chỉ cần các chế chia sẻ ủng hộ thôi. Đôi bệt đầu tiên là đôi gục si. Gục si nha. Chân 36 1.5 đi lại ngon luôn. Phạm Bảo Linh công nhận. Đi bên đấy lắm đồ ăn ngon đấy. Ăn cái kiểu làm sang bên đấy ăn cái khâu nhục ấy. Khâu nhục ấy. Có sang đan 3 phân chị em ơi. Có nha, có nha. Chỉ cần chia sẻ bài viết thôi. Trần Linh không thấy gửi à? Chắc nhân viên gọi điện không thấy nghe là các bạn hủy đơn đấy. Đồng giá 125.000 đối với bệt nha. Chỉ cần chia sẻ bài viết thôi. Chia sẻ bài viết lên đông đông một chút. Nam bắt đầu bán nha. Gục xì. Rất là nhiều mã đẹp luôn. Gục xì đẹp đây ạ. Cái mã bệt nơ này là một trong những mã Nam thấy là đẹp nhất luôn. Cái nơ của nó đẹp kinh khủng luôn. Là bệt mềm. Bệt nơ rất là đẹp. Nói chung là cái mã này đẹp. Nơ của nó không có nhì nhà nhì nhàng như ở cái nơ của cái vụ ngày trước đâu. Cái nơ ngày trước là nó không đẹp bằng. Giờ phát tướng béo ú luôn rồi. Không gọi cho em à. Xin lỗi bé yêu, chọn đôi khác nào, thiếu gì đâu. Có xăng đan 7 phân luôn. Toàn xăng đan đẹp, kết giới các kiểu siêu đẹp luôn. Các chế đẹp nhớ vào chia sẻ bài viết. Còn đống gót, sáng nay bán gót cho các chế nhưng cứ nhùn nhùn mãi. Chưa xong. Còn đống gót 50.000 đến 85.000 đó. Chế ở nhắn tin cho chị thì lại chị đi chung, chị không đọc tin nhắn. Các chị em nhớ này, lại một lần nữa nhắc trên livestream là Na đi chung suốt. Na ít ở nhà. Và có khi đang bận làm cái cơ sở dưới Hà Nội nên là không có thời gian. Ở nhà ít lắm, hôm nay ở nhà nhưng mai lại mất mặt luôn. Mai lại không thấy Na xuất hiện trên livestream luôn. Thế là chế nào mà nhắn tin cho Na ấy, mà không thấy trả lời thì đừng chửi. Liên hệ với số điện thoại Na thường để trên cái cáp bên trên ấy. Hai số điện, ba số điện thoại nha. 1-098-97-4822 2-016-95-55-7473 3-0-9-6-7-4-9-9-3-8-0 3-4 số đấy sẽ là số liên lệ với các chị em. Còn đợi chị Na thì xác định lâu luôn. Lâu kinh khủng luôn nha. Nhớ chia sẻ bài viết nha. Chia sẻ là để yêu thương. Có thể thao chị em ơi. Thể thao hôm nay sẽ mang một vài cái mẫu thể thao gọi là thể thao chống hôi chân ấy ra đây. Nhưng các chế phải chia sẻ bài viết cơ. Lên thật sự là đông đông một chút. Na mới bắt đầu hôm nay, Na không định bán sớm như này thôi. 4 phút 60 người. Trời ơi, bây giờ cái độ tương tác bây giờ Facebook nó đang cản trở rất là kém. Chính vì vậy là kể cả có chia sẻ nhiều nó cũng không thể lên tương tác được. Chỉ bằng một cách duy nhất là các chế bấm vào chế độ xem trước. Bấm vào chế độ xem trước nha. Ok, Charles Nguyễn, khi nào Na xuống Hà Nội nhất định sẽ mời chế đi uống nước. Nhớ chia sẻ bài viết cho Na nha. Nhớ, chỉ cần bấm chia sẻ bài viết, nút chia sẻ bạch một phát. Bấm vào chế độ xem trước để gặp em Na nha. Từ đã đang quảng cáo, đang trong chương trình quảng cáo chờ các chị em chia sẻ và chờ các chị em đi ăn cơm về. Bởi vì là rất nhiều chị em giờ này là đang bận đi ăn cơm.
Nam biết là nhiều chị em không có ở đây, bận đi ăn cơm mà. Rồi là quên chia sẻ bài viết đây ạ. À, cái mã xăng à, cái mã giày này đúng là đẹp luôn. Nó là dạng giày lười nhưng giày lười kiểu chất và rất là đẹp ấy. Có thấy mà. Na có thấy các chế đẹp luôn. Nhớ là đồng giá 125.000 đối với bệt. Bán bệt hôm nay là ngày cuối cùng bán bệt đấy, bởi vì lại phải chờ lô bệt tiếp tục chờ đến tận 7 ngày sau mới tiếp tục có bệt cơ. Bệt đa phần dòng bệt hiện nay là bệt rẻ, bệt rất là rẻ mà chất lượng. Cảm ơn bà Dương Anh nhá. Bệt rất là rẻ và chất lượng, chính vì vậy là phải chờ, cái gì cũng phải chờ, hàng bệt phải chờ. Có giày trắng treo ơi, lại cái yêu ơi, mang cho chị một dây slip on màu cam ấy. Cam bây giờ có hai màu nhá. Có dạng slip on siêu đẹp luôn, giày trắng có rồi mà, có rồi mà. Chia sẻ bài viết cho em Na, chia sẻ bài viết cho chị Na, bạn Na, chính là một cơ hội tạo niềm vui. À, có cao gót cười với hỏi bé ơi, cái mã cam ở trong cái đống đấy. Không, mã hộp cam ấy. Không phải hộp trắng đâu, mã hộp hơi cam cam. Hỏi mọi người xem. Chị em chia sẻ chưa? Lên chậm quá, lên cực kỳ chậm luôn. Có xăng đam 3 phân cho các chị em luôn. Lên một chút, Na sẽ cho chị em xem cái loại slip on nhưng mà hàng gì. Hàng khá là đẹp luôn, chờ một tí Na cho xem. Đúng rồi, đúng ạ, đấy đấy. Cho các chị em xem dòng slip on rất là đẹp luôn nha. Siêu đẹp luôn, đây ạ. Đây nha, đọc chưa? Có xăng đan nha, đây đây đây. Cái dòng slip on này đẹp cực luôn. Nhéo ơi, cao 9 phân trở lên đấy ạ. Một cái đôi bẹp mà tàu khựa họ rất là thích. Bên tàu họ thích đeo cái dòng mũi vuông, sau đấy là gắn hoa, gắn huét như thế này lắm. Rất là thích luôn đấy ạ. Giày trắng, à giày trắng chưa em ơi, giày trắng chưa. Mã này nha, mã này có cả đen nha. Có cả hồng nút và đen, dạng slip on rất là đẹp luôn. Có cả hồng nút và đen, đeo rất là mềm chân và đẹp nha. Đeo rất là mềm chân và đẹp. Những cái hạt của nó được đính chắc chắn bởi những cái đinh này nên không bao giờ lo bong. Không bao giờ lo bong đinh nha, không bao giờ lo bong hạt. Trừ khi đinh rụng thì hạt bay. Mà hạt bay thì nó lại trở về với cái nguyên tắc là chống hôi chân. Không bao giờ sợ hỏng nha. Tương tác, chị em chia sẻ bài viết cho em Na chưa? Chỉ cần chia sẻ thôi, Na bắt đầu lên mẫu nha. Chia sẻ, Na bắt đầu lên mẫu, chia sẻ mới lên mẫu chị em nha. Na chưa ăn cơm đâu ấy. Nhịn đói phục vụ các chị em luôn ấy. Nhịn đói phục vụ chị em nhà ta, chị em nhà mình. Đẹp mà. Gì vậy? Uầy, các chị em thấy không? Cái lô này toàn đôi đẹp thôi. Chia sẻ chưa? Chào bà Diệu Duyên, nhìn này. Uầy, thấy chưa? Nó có một chút góp thôi nhưng mà rất là đẹp. Rất là đẹp, phải nói là cái lô bệt này là lô bệt hơi bị đẹp luôn đấy. Có đúng hai đôi độc đắc vô nhị, độc nhất vô nhị luôn. Hai đôi độc nhất vô nhị mà nó đồng giá. Đồng giá 125.000 nha. Sẽ lên mẫu đọc, chia sẻ bài viết đông đông Na lên mẫu đọc cho chị em. Nhớ nha, không ăn thôi. Chỉ cần chia sẻ bài viết có rau dáng gì nhỉ? Có gì chua mà lại có cái rau đó. Đây nha, đây nha, đây nha. Thấy chưa? Siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Đây ạ, có đúng hai đôi duy nhất thôi. Hai đôi độc đắc duy nhất luôn đấy ạ. Chị em có nhìn thấy không? Lô bệt này phải nói là một lô bệt độc. Độc và đẹp, độc và đẹp luôn. Đây, chị đây, chị đây. Siêu độc và đẹp luôn. Nhưng mà nào, bây giờ phải đi ăn cơm đã. Đi ăn cơm, đi ăn cơm. Không tặng được chị ơi. Chưa, chị chưa ăn tối. Bây giờ đi ăn cơm đã. Các chế chờ chị Na đúng 10 phút. 10 phút đi ăn cơm nha. 10 phút, trong 10 phút đi ăn cơm. Sau đấy sẽ trở lại với tất cả những mã giày đẹp nhất và đáng yêu nhất sẽ có xăng đan. Đúng 10 phút đi ăn cơm. Ơ, ai đi qua nhỉ? 10 phút đi ăn cơm nha. Chị đây tiếp theo. 10 phút đi ăn cơm và quay trở lại với các chế là những mã giày siêu đẹp. Đúng 10 phút. Ok không ạ? Ok, bye bye. Ok, đi ăn cơm đã. Bye bye.